Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới. Chương trình do Gia Cát Media thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 17:35 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự đồng hành từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Quý vị thân mến, mỗi một chương trình sẽ có một nhân vật. Mỗi một chương trình sẽ có những câu chuyện đằng sau đó, và ở mỗi chương trình chúng tôi luôn cố gắng để truyền tải đến cho quý vị những thông điệp vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Trước khi đến với câu chuyện của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt sẽ đồng hành cùng với anh Thơ. Đầu tiên xin mời quý vị chúng ta cùng làm quen và gặp gỡ với bác sĩ Tố Thư đến từ khoa nha của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Xin chào anh Thơ, xin chào quý vị khán giả. Và vị khách mời đặc biệt còn lại chính là một nữ diễn viên rất là quen thuộc với quý vị khán giả qua màn ảnh nhỏ. Đặc biệt là thời gian gần đây thì cô được cộng đồng mạng rất là yêu mến qua một bộ phim đang hot trên mạng hiện nay, đó là bộ phim Bệnh viện Thần Ái. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ diễn viên Thùy Dương. Thùy Dương xin chào quý vị khán giả của chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới. Rất hân hạnh khi hôm nay được cùng đồng hành cùng với MC Anh Thơ và bác sĩ Tố Thư. Trước khi được trò chuyện nhiều hơn với hai vị khách mời đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với tình huống sau đây. Bây giờ cái răng nè, cái răng nó không được đều đúng không? Bây giờ mình làm lại cho nó sáng sủa, đẹp trai ra, cho dễ nhìn hơn. Cho ai nhìn? Ai? Cho Thấm nhìn. Cho Dung Mama nhìn. Cho má tôi nhìn. Đúng! Ai? Đúng không? Đúng! Tôi ủng hộ việc đó. Thì đó, mà mẹ tôi không chịu. Kỳ dễ sợ. Kỳ quá. Không ai chia sẻ cho tôi hết. Tôi nè. Thôi để em, để tôi biết rồi. Bây giờ tôi quyết định. Mai mốt tôi cưới ông về, tôi sẽ cho tiền ông đi niềng răng. Thậm chí cho tiền ông đi gắn kim cương lên răng luôn. Bỏ vụ kim cương qua bên đi. Mới nói cái gì mà cưới hỏi vậy? Ủa? Ai mới vừa? Ủa Quynh mới tới. Ủa? Muội là ai? Đây là đâu? Ủa? Sao thay đổi lẹo quá chị? Không biết, bây giờ muộn biết. Vậy là chắc Thanh không có xin tiền mẹ đi niềng răng nữa. Chứ làm gì? Xin tiền mẹ đi cưới vợ. Đi cưới ai vậy? Đi cưới con lũng con bà Tám. Đi về đi cưới con lũng đi. Trời ơi, còn biết ghen nữa hả? Trời, sao hồi đó nói là không mê tôi mà sao ghen ra mặt luôn vậy? Ai nói không mê? Mê hả? Tao mắc cỡ bộ. Ghét ông ghen luôn. Trời vậy hả? Có nghe này. Gì? Cho tiền đi niềng răng thiệt không? Thiệt. Tại vì tôi ủng hộ cái vụ làm đẹp dữ lắm. Đi về khuyên mẹ đi. Nói từ từ thôi. Nói mẹ ơi, bây giờ mình còn trẻ nè. Mình đi làm răng đi, mình tân trang đi. Giờ mình xài bây giờ là kịp rồi. Là đẹp rồi, có điều kiện thì sửa đi. Đừng đợi tới già uổng. Về nói mẹ đi. Niềng cho đẹp vô. Để chi? Để được làm chú rể. Chú rể đẹp trai, cưới con dâu đẹp gái. Mẹ à! Con tiền đi đâu cưới mẹ? Dạ, yeah. Một cái tình huống khá là thú vị đúng không ạ? Dễ thương quá. Trong trường quay ngày hôm nay của chúng ta chỉ là chị em phụ nữ hết luôn. Thì không biết là chúng ta nghĩ như thế nào về cái chuyện là một người đàn ông mà họ đã rất là ổn định về mặt sự nghiệp, ổn định về mặt gia đình rồi, mà họ vẫn còn có một ý thức rất là cao và vẫn có một cái mong muốn là được hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng cái việc đi làm đẹp ạ? Như thì bây giờ với phương diện là mình ở ngoài đời và mình nhìn vô hành động của anh ấy thì mình rất là khuyến khích và ủng hộ anh ấy cái quyết định này, bởi vì cái việc mà hoàn thiện chính bản thân cũng như là muốn cho bản thân mình đẹp hơn, nó là cái nhu cầu quá chính đáng của tất cả mọi người. Muốn mọi người nhìn vô mình thấy ô anh cũng xinh trai hay kia, điều đó làm mình vui thì đó cũng là một cái cảm giác tích cực. Đúng rồi, đúng mình rồi. Có quyền mình đáp ứng cái nhu cầu đó cho bản thân mình. Còn bác sĩ Tố Thư thì suy nghĩ như thế nào? Thực ra thì ai cũng mong muốn được hoàn thiện bản thân mình, dù trẻ hay là già. Nhiều khách hàng đã chia sẻ là hồi trẻ mong muốn nhưng mà lại không có điều kiện. Đến bây giờ thì có điều kiện rồi thì người ta lại muốn đi làm. Có những cô 50 mấy tuổi nha, vẫn mong muốn gọi là không phải là can thiệp, những can thiệp gọi là toàn bộ, mà chỉnh một chút xíu thôi. Vẫn là mong muốn được cái nụ cười của mình thay đổi hơn, tự tin hơn. Nói chung là đó là làm đẹp thì không có giới hạn lứa tuổi. Và bao gồm cả nam giới đúng không ạ? Thật ra đây là một cái tình huống vui vui thôi. Nhưng mà ban biên tập của chương trình thì bao giờ cũng sẽ xây dựng những cái tình huống dựa trên câu chuyện có thật của nhân vật chính trong mỗi chương trình. Và anh Thơ thì cũng không biết là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay có câu chuyện như thế nào, có tương đồng với lại cái tình huống vừa rồi chúng ta đã được theo dõi hay không. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của bạn Trung Sơn. Mình tên là Nguyễn Trung Sơn, hiện mình đang là CEO của tập đoàn IBI Việt Nam. Răng mình hiện giờ là nó đang bị
khô và nó mọc chen chúc, cho nên mình gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà ăn uống. Công việc của mình là CEO thì mình thường xuyên phải tiếp khách, cho nên là nó tạo ra cho mình cái cảm giác rất là tự ti, cũng như là rất là ngại khi mà nói chuyện với, giao tiếp với người khác. Thì ba mẹ mình thì đang là không có đồng ý cho mình đi niềng răng vì sợ con cái bị đau, cũng như là trong quá trình niềng răng có xảy ra một cái sơ suất hay là một cái lỗi gì đó thì nó sẽ nguy hiểm đến cái sức khỏe của mình. Ba mẹ mình cũng ngăn cản nhiều, cho nên là bây giờ mình cảm thấy hàm răng nó có quá nhiều bất lợi đối với mình trong cuộc sống, và bây giờ mình cũng có điều kiện rồi thì lại được vợ đồng hành cũng động viên mình đi làm đẹp, cho nên là mình đã quyết định đi niềng răng. Mình chỉ niềng răng thôi đúng không? Đúng. Ngoài ra là mình không có can thiệp thêm một cái gì nữa hết đúng không? Đúng. Duyên dáng quá luôn. Không, lúc nãy thì Thơ có nhận xét là cái gương mặt của Luân Sơn trước khi mà được niềng răng á thì nhìn rất là thiện cảm. Tuy nhiên bây giờ thì nhìn rất là đẹp trai. Chúc mừng bạn đã có một cái công cuộc cải thiện cái hàm răng của mình thành công rất là mỹ mãn. Mình cảm ơn. Trường hợp của Trung Sơn khi mà đến với mình á thì bác sĩ đã đưa ra cái lịch trình điều trị như thế nào? Với trường hợp của Trung Sơn thì sẽ có kế hoạch là bạn là bị hô nè, vừa hô là vừa răng vừa chen chúc lộn xộn nữa. Kế hoạch của mình sẽ phải nhổ 4 răng, 2 răng trên và 2 răng dưới. Thì cái thời gian điều trị của bạn là từ 27 đến 29 là cũng 2 năm rồi đó. Có thể cho Dương hỏi cái này được không? Dương được biết là khi mà mình lấy vợ rồi thì mình quyết định là mình đi cải thiện cái răng của mình. Nhưng mà tại sao hồi xưa thì mình không quyết tâm như vậy, mà đến khi mình lập gia đình, mình ổn định xong hết tất cả mọi thứ rồi thì mình vẫn còn nuôi cái ý định này, mà bây giờ lại còn phải là quyết tâm thực hiện cho bằng được? Trước đây thì mình cũng có những cái ý định là sẽ đi niềng răng, nhưng mà ba mẹ mình thì sợ con cái bị đau vì khi nghe niềng răng nhổ tới 4 cái răng, nên là ba mẹ mình cũng không có ủng hộ. Và sau này khi mà mình lấy vợ rồi thì mình cũng mới phát hiện ra là cái việc ăn uống của mình nó bị sai. Cho nên là mình nghĩ là không chỉ là đẹp không, mà mình cần phải sửa lại cái cách mình ăn. Hồi nãy chị Dương có nói là nếu là chồng mình thì mình phải xem xét rất là kỹ. Sao mà lấy vợ rồi mà mình chăm chút cho ngoại hình, chăm chút cho cái đẹp quá. Thì có, lúc mà mình chia sẻ cái suy nghĩ này với vợ thì lúc đó là vợ phản ứng như thế nào? Thật ra cái việc đi niềng răng này thì chỉ có một mình vợ mình là đồng ý thôi. Ủa vậy luôn chỉ hả? Có một mình vợ là ủng hộ thôi. Tức là nói ra một cái là vợ gật đầu luôn. Còn những người xung quanh không ai gật đầu hết? Những người xung quanh thì thường là động viên mình theo cái hướng là con đẹp rồi, anh đẹp rồi, như vậy là nhìn cũng được rồi, cần gì phải niềng, nó đau lắm, nó khổ lắm. Nói chung là bàn vẫn là bàn ra. Vợ hay quá hả? Dễ vợ dễ thương quá. Hiền lành quá. Cho tôi hỏi thăm thêm nha, vợ có chia sẻ thêm với mình là lý do làm sao mà vợ đồng ý ngay và vợ coi như là động viên mình để mà đi cải thiện như vậy không? Thật ra thì vợ mình cũng rất là chú ý cái vấn đề ngoại hình của mình, về cái vấn đề ăn mặc thì khi mà mình nói là mình làm để đẹp lên là vợ mình đồng ý ngay. Là vợ chăm chút cái ăn cái mặc cho mình rất là kỹ đúng không? Ôi, cô vợ này rất là gan dạ. Rất là bản lĩnh. Bản lĩnh, rất bản lĩnh. Chăm chút cho chồng mà không có nợ chết cho phải như Dương. Mình không bản lĩnh. Bác sĩ Thư ơi, cái trường hợp của Trung Sơn á thì cái quá trình mà mình điền thực tế nó đã diễn ra như thế nào? Có cái giai đoạn nào gặp trục trặc gì hay không ạ? Không, Trung Sơn cũng là một khách hàng rất là hợp tác, cũng đi theo cái tái khám định kỳ, cho nên là cái quá trình niềng nó mới suôn sẻ như vậy và kết thúc là gọi là đúng hơn 2 năm. Có nghĩa là kết thúc đúng bon những cái gì mà mình đã lên kế hoạch đúng từ trước. Rồi. Hồi nãy Thơ để ý cái từ hợp tác của bác sĩ, vậy có cái trường hợp nào mà bệnh nhân không hợp tác mà nó ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị hay không ạ? Có những khách hàng là mình đã dặn dò như là vệ sinh răng miệng kỹ nè, hạn chế ăn đồ cứng, đồ dai, nhưng mà nhiều khách hàng vẫn ăn uống như bình thường, cho nên là không kiềm chế được. Và khi mà xuất mất cài thì quá trình nó sẽ bị chậm lại, hoặc là nhiều khi không đi theo lịch hẹn của bác sĩ gì đó thì quá trình nó sẽ kéo dài ra.
Dạ. Trước đây thì mẹ của Sơn cũng đã cản vì sợ những cái vấn đề như là nhổ răng nè, rồi niềng răng, rồi khó ăn uống, rồi đau, đúng không? Thì cái quá trình đó mình đã diễn ra như thế nào, và những cái sự đau đớn đó có thật là giống như mẹ lo lắng hay như mọi người vẫn thường hay nói không? Trước khi mình đi niềng thì mình cũng tìm hiểu rất là nhiều thông tin cũng như là kinh nghiệm của những người đi trước trên mạng. Nhưng mà cho tới tận bây giờ thì cái cảm giác mà đau trong cái quá trình niềng là mình cũng chưa biết. Kể cả nhổ răng, ở bên viện bác làm cũng không có thấy đau. Nên là bây giờ vẫn rất là sợ nhổ răng. Tại vì mình không biết cảm giác nó như thế nào. Trời, đã nhổ 4 cái răng mà không biết cái cảm giác nhổ răng là gì, bây giờ vẫn sợ nhổ răng. Trời, cái tâm lý này nó phức tạp quá. Bác sĩ đã thôi miên bạn ấy như thế nào mà nhổ 4 cái răng rồi niềng răng 2 năm mấy mà tới bây giờ bạn vẫn không biết cảm giác đau như thế nào? Cái việc mà nhổ răng sẽ có cái phương pháp vô cảm thuốc tê để cho khách hàng không có cảm giác đau, để sẽ dễ chịu hơn, làm dịu cái cảm giác sợ hãi và lo lắng khi mà phải nhổ răng. Mình sẽ tiến hành tuần tự, mỗi tháng mình nhổ một cái thôi thì bạn sẽ bớt cảm giác lo sợ và đau đớn. Nhưng mà Trung Sơn nè, thật sự nha, cái kết quả ngày hôm nay á, Thơ với Dương Tự nãy giờ là vẫn chưa hết kinh ngạc á. Là mình chỉ cải thiện một chút xíu về cái hàm răng của mình thôi mà thay đổi cả cái gương mặt của mình luôn. Cái quá trình niềng răng của mình 2 năm mấy thì tới cái giai đoạn nào là Sơn cảm thấy là cái kết quả mình đã có thể nhìn thấy được rồi? Cái này thực ra là vì mỗi tháng mình sẽ phải lên gặp bác sĩ để chỉnh lại một lần, cho nên là ngày nào mình cũng soi gương hết, mình sẽ không cảm nhận được là mình thay đổi nhiều. Mình phải sau khi mà mình tháo niềng xong, mình phải coi lại cái hình ảnh của mình hồi trước. Quên luôn cái hình ảnh của mình hồi xưa đúng không? Đúng thì mình mới thấy là mình thật sự thay đổi. Vậy còn những người xung quanh họ phản ứng với sự thay đổi đó của mình như thế nào hả Sơn? Gia đình mình thì thực sự là ngày nào cũng gặp mình, cho nên là khi mà mình tháo ra thì mọi người cũng đẹp hơn, chứ mọi người cũng không có ngạc nhiên hoặc là kinh ngạc. Tức là mọi người cũng rất là ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên một cách rất bình tĩnh và bản lĩnh. Tại vì đâu khớp như tụi mình hồi nãy. Tại vì đâu có hành 2 năm mấy luôn. Đúng rồi. Cứ gặp mỗi ngày là mọi người không có bị sốc. Tụi mình thì đưa cho mình xem cái hình cách đây 2 năm rưỡi. Đúng rồi. Cái hình của bây giờ nhìn là sốc thật sự luôn. Chính xác. Rồi còn bạn bè thì sao? Mình cũng mới tháo niềng được có khoảng 1 tháng, cho nên là cũng chưa gặp nhiều bạn bè. Chưa gặp người nào hết. Vẫn coi là bí mật đối với bạn bè. Bữa nào hẹn gặp coi bạn bè phản ứng sao. Thật, cái này mới vui đó thiệt. Người nhà là gặp mỗi ngày là không có nhận ra cái sự thay đổi quá khác biệt đâu. Bạn bè gặp một cái là giật mình, là có khi nhận không ra luôn á. Rồi này, người nhà này mới quan trọng nè, là vợ mình nè. Vợ mình phản ứng sao ha? Thì vợ mình chỉ vui thôi. Cô cũng vẫn một tâm lý như vậy hay sao? Đúng rồi. Wow, cô vợ quá bản lĩnh, ổn định. Mình sẽ đẹp cho nên là vui. Vợ không lo lắng hay là vợ có chọc vui như là đó, bây giờ anh đẹp trai hơn rồi đó, anh ra ngoài chắc là sẽ nhiều cô gái thích anh lắm. Cái đó đâu phải chọc đâu, cái đó là ghen. Được. Ghen vui á, có không? Có, vợ. Vợ hiền quá. Vợ em hiền hơn chị rồi. Không, hồi nãy Dương hỏi cái câu đó là chị nghĩ gai nè. Chị tưởng em bị gai rồi nhưng không, em cũng rất bản lĩnh, rất tỉnh. Giống như là giờ là tài sắc vẹn toàn rồi. Mình ở một vị trí nào đó tự nhiên mình nói chuyện, mình cười, có cái mắt cài cả 2 năm mấy trời như vậy, nói gì thì nó cũng ngại chứ ha. Đúng rồi, thì những người giám đốc ở vị trí dưới mình hoặc là khách hàng khi gặp mình, người ta cũng hỏi thăm mình. Và mình biết là người ta để ý nên là người ta sẽ hỏi thăm mình, nhưng mà người ta hỏi tế nhị là gắn mắc cài bao lâu rồi, rồi có đau gì không, ăn uống có khó không. Cảm giác ngại thì mới đầu thôi, khoảng 1-2 tháng đầu mình thấy ngại ngại, nhưng mà sau đó là nó hết. Nhưng mà cái này phải hỏi quay lại câu hỏi đầu tiên luôn á, là thực sự là cái động lực ở đâu để mà mình quyết tâm là ở một cái vị trí như vậy, rồi gia đình ổn định như vậy mà mình vẫn muốn là được thực hiện một cái quy trình niềng răng cả 2 năm mấy trời. Như mình chia sẻ là mình đã thấy một cái sai trong cái vấn đề ăn uống. Khi sau khi mà mình kết hôn rồi thì trong một lần mình ăn hủ tiếu, mình mới quan sát là thấy vợ mình cũng như là quan sát thêm một vài người khác, là khi nghe mình ta cắn cái cọng hủ tiếu cứ 2 răng, răng trên và răng dưới người ta cắn thôi. Còn mình thì trước đây khi răng mình nó bị hô ra như vậy thì mình phải để lên, mình ngậm vào cái lưỡi, sau đó là cái hàm răng trên cắn xuống cái lưỡi đó để cho cái cọng hủ tiếu nó đứt. Và bây giờ mình để ý là cũng rất là nhiều người đang cắn như vậy. Mình cũng nghiên cứu và mình thấy là cái đó là một cái cách ăn nó bị sai, mà nó thành một thói quen mà mình không biết, nên là mình phải quyết tâm, mình phải đi sửa lại cái đó. Đúng, với nhiều người khách hàng như vậy là khi mà cắn là người ta không thể cắn được những cái sợi bún hay là sợi phở, bởi vì hai răng cửa không hề chạm vào nhau, thì phải dùng lưỡi để điểm tựa để cắn.
đó. Thì với những trường hợp như vậy thì cái cách ăn uống, thứ nhất là cách ăn uống sai, và cái vị tư thế răng và cái khớp cắn nó cũng sai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khớp tay dưới hàm sau này. Nhiều khi còn trẻ thì mọi người không có nhận ra, nhưng mà đến khi mà lớn khoảng 4 mấy, 5 mấy, hoặc là nhiều người hiện tại bây giờ có những bạn còn trẻ là bị những vấn đề về khớp rất là nặng rồi, thì như Trung Sơn là đơn Trung Sơn rất là để ý và quan sát rất là kỹ và nhận ra cái vấn đề của mình từ sớm để có thể điều chỉnh. Mình mới tháo mắc cài khoảng được 1 tháng nay thôi, thì mình thấy là cái chất lượng cuộc sống của mình trong vòng 1 tháng nay thì nó như thế nào? Chất lượng cuộc sống thì nó đã khác từ khi trước khi mình tháo mắc cài rồi. Việc ăn uống rất là thoải mái, không còn cắn như hồi xưa nữa. Rồi những cái mà hồi xưa mình không ăn được thì bây giờ mình ăn được rồi. Chẳng hạn như là hạt dưa. Những cái hạt dưa rất là dễ thương vậy thôi. Hồi xưa là đâu có cắn hạt dưa ra được đâu. Hồi xưa là mình đưa vào răng ở trong mình cắn thì nó sẽ nát. À. Còn mình phải dùng tay mình bóp. Còn bây giờ thì có thể dùng răng cửa. Đúng là những cái hạnh phúc rất giản đơn. Quá tuyệt vời. Một câu chuyện trọn vẹn. Ngày hôm nay thật sự rất là cảm ơn Trung Sơn đã dành thời gian đến với chương trình. Bạn có thể dành một vài cái tâm sự của mình cho những ai mà cũng đang gặp cái vấn đề liên quan đến cái hàm răng lệch lạc của mình mà chưa có đủ cái động lực để mà cải thiện. Nếu mà ai mà vẫn còn đang băn khoăn là có nên đi liền hay không thì mình cứ mạnh dạn. Tại vì mình chỉ sống có một lần thôi, nên là mình cứ phải đẹp. Đẹp thì mới tự tin, thì mới có nhiều cái cơ hội cũng như là nhiều cánh cửa mở ra cho mình. Sơn cũng rất là cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của GW Hàn Quốc đã tận tình cũng như là giúp Sơn có được cái hàm răng rất là đẹp ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Và cảm ơn Thùy Dương, cảm ơn bác sĩ Tố Thư rất là nhiều đã đồng hành cùng Bến Thơ trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, và nếu như quý vị muốn xem lại tất cả những chương trình đã được phát sóng thì mình có thể truy cập vào trang web là vtv9.com.vn hoặc là V9 Online YouTube V9 Giải Trí. Bên cạnh đó, để có thể tương tác tốt hơn với ban biên tập của chương trình, gửi những câu chuyện của mình hoặc là mong muốn được trở thành nhân vật tiếp theo của chương trình thì hãy mạnh dạn liên lạc về ban biên tập của chương trình thông qua fanpage facebook.com/nhansacmoi.mới khởi đầu mới hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline của chương trình 0968681111. Và một lần nữa, anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.